À, hôm nay chúng ta nói về bài tràn dịch màng phổi. Đây là một cái bệnh lý mà hay gặp trong lâm sàng. Nó là nguyên nhân của nhiều bệnh khác. Nhưng mà khi để chúng ta nắm về vấn đề tràn dịch màng phổi thì chúng ta nhắc lại giải phẫu. Có hai cái điểm chủ chốt. Màng phổi là một khoang ảo. Nhưng mà bình thường nó có khoảng 15 cc thanh dịch để cho lá thành và lá tạng trở lẫn nhau. Và thứ hai, áp lực khoang màng phổi là áp lực âm, nó từ -6 đến -10 mm thủy ngân. Và sau này là cái hình ảnh về giải phẫu khoang màng phổi thì các bác sĩ sẽ nghiên cứu thêm. Và chúng ta chú ý một điều là các vách liên tri phổi nó cũng là khoang màng phổi, vì thực sự ra nó là sự gặp lại của lá thành và lá tạng, nên tràn dịch màng phổi có thể xảy ra tại các khe liên thủy. Cơ chế của tràn dịch màng phổi thì rất là phức tạp, rất phức tạp. Nếu các bác sĩ ta đọc qua phen thân thì họ mô tả các nguyên nhân cơ chế cả vài ba chục trang ha. Thì nói chung là cơ chế rất phức tạp, thì các bác sĩ có thể đọc thêm. Ở đây tôi chỉ có phân loại cái ngắn gọn là chúng ta có dịch thấm xảy ra khi tăng áp lực từ tĩnh và giảm áp lực thẩm thấu máu mạch. Nguyên nhân hay gặp là do xơ gan suy tim và thận hư. Còn thứ hai là dịch tiết thì hay gặp là do ca phổi hay di căn lên phổi. Trên lâm sàng tôi nói rất là nhiều lần rồi, phân loại tràn dịch màng phổi thì có thể 4 hoặc 5 tùy theo từng người. Nhưng ở đây thì tôi đã giảng rất nhiều lần là chúng ta chia làm 5 loại để chúng ta dễ chẩn đoán. Đó là tràn dịch màng phổi thể tự do thì chúng ta chia ra lượng ít và lượng nhiều. Tràn dịch màng phổi thể di hoành, tràn dịch màng phổi thể liên thùy, tràn dịch màng phổi thể ngoại vi và tràn dịch màng phổi thể trung thất. Tràn dịch thể này ít gặp. Chúng ta tập trung đi vào cái phần chẩn đoán. Chẩn đoán là nhất là tràn dịch màng phổi lượng ít. Thì thường thường người ta cho rằng là khi dịch khoảng 150 cc thì góc sườn hoành sẽ tù trên X-quang khứ ước. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy góc sườn hoành tù thì chúng ta phải có hai chẩn đoán phân biệt. Đó là do bệnh nhân dày dính màng phổi cũ và bệnh nhân hít thở không sâu. Thường thường những bệnh nhân mập hít thở không sâu thì dịch sẽ, hoặc là góc sườn hoành tù sẽ nằm ở cả hai bên. Cả hai bên. Còn nếu một bên thì chúng ta lưu ý phân biệt dày dính màng phổi cũ. Ở trên cái phim X-quang minh họa thì chúng ta thấy rằng cái phim bên tay trái màn hình các bạn là góc sườn hoành phải tù, sườn hoành tù. Thì ở đây chúng ta chẩn đoán tràn dịch lượng ít hay dày dính. Về X-quang khứ ước thì có một cái phương pháp, đó là cho chúng bệnh nhân nằm nghiêng qua bên bên phải, sorry, nằm bên phải. Nhưng mà cái tư thế này rất là khó chụp. Còn cái phim bên tay phải các bạn thì các bạn lại thấy góc sườn hoành bên phải tù, lại tù. Vậy để chẩn đoán phân biệt tràn dịch màng phổi lượng ít hay là dày dính thì chúng ta dùng siêu âm chẩn đoán. Thì các bác sĩ biết rằng siêu âm là chỉ cần 5 cc dịch là đã chẩn đoán ra, và siêu âm là một kỹ thuật đơn giản rẻ tiền và bệnh viện nào cũng có. Ở dưới cái hình siêu âm bên tay trái màn hình các bạn thấy một lượng echo trống nằm ở phía trên hoành. Còn ở hình thứ hai bên phải thì chúng ta thấy lượng dịch rất nhiều nằm ở bờ trên của lách và bờ dưới của hoành. Còn để chẩn đoán CT thì giá tiền rất cao. Và các bạn nhìn hai cái hình CT scan dưới, cái hình bên trái nhỏ các bạn thấy một cái lớp màu xám nằm ở đáy phổi, cũng tương tự cái hình lớn là chúng ta thấy một cái lớp mờ mờ nằm ở dưới đáy phổi. Và thậm chí trên CT thì chúng ta còn thấy cả một cái lớp mờ mờ bao quanh bóng tim. Đây trong trường hợp này nó là vừa tràn dịch màng phổi và vừa tràn dịch màng tim. Rồi, tiếp là chúng ta sẽ qua
một vấn đề tràn dịch màng phổi lượng nhiều. Thì chúng ta biết rồi, cái tràn dịch màng phổi lượng nhiều trên X-quang quý ước dễ chẩn đoán, chúng ta có đường cong Damaso, X-quang các lớp điện toán thì càng dễ chẩn đoán. Siêu âm thì có cái lợi là nó giúp chúng ta thêm một cái gọi là kỹ năng trong vấn đề chọc dò hút dịch. Bệnh nhân ngồi trên ghế, ôm lưng ghế mà chúng ta đánh dấu, chúng ta chọc hút. Vấn đề thứ ba đó là tràn dịch màng phổi khe liên thùy. Như tôi vừa trình bày, khe liên thùy thực sự ra là một cái sự quặt ngược của lá thành và lá tạ, thành ra dịch vẫn có thể tích tụ vào giữa đó. Và khi mà có một tổn thương tràn dịch màng phổi khe liên thùy thì chúng ta hay chẩn đoán nhầm với một u phổi mà chúng ta gọi là một pseudo tumor, hay là vanish tumor hay Gerst tumor, và tiếng Việt gọi là u ma. Tại sao ma? Vì nó không tồn tại lâu và thường thường biến mất sau một tuần điều trị. Và cái tràn dịch màng phổi khe liên thùy thì hay gặp ở nhóm bệnh suy tim ư huyết, giảm albumin máu hay suy thận. Và đặc điểm là tràn dịch màng phổi khe liên thùy hay xảy ra ở khe liên thùy bé và nhiều trường hợp xảy ra cả hai khe liên thùy. Trên cái hình X-quang này, các bác sĩ sẽ thấy tim phổi thẳng thì thấy một cái hình ảnh giả u đậm độ dịch thấu kính lồi hai mặt, và trên phim nghiêng tương tự, và bóng tim thì chúng ta thấy cũng không có gì đặc biệt. Thường thường ở bệnh nhân suy tim ư huyết thì chúng ta hay có cái tình trạng tràn dịch màng phổi khe liên thùy, lúc đó chúng ta phải đánh giá cái kích thước của tim sau khi điều trị digoxin hoặc là lợi tiểu một tuần thì u này sẽ biến mất. Và kết luận nó là một đậm độ dịch nằm ở khe liên thùy hay ở khe liên thùy bé, thậm chí cả hai khe liên thùy, hình thấu kính lồi hai mặt, 75% khe liên thùy bé. CT dễ chẩn đoán vì bác sĩ chỉ cần cắt một lát qua u giả và chúng ta đo ROI. ROI thì cái đậm độ của nó là không đơn vị Hounsfield. Còn siêu âm rất khó chẩn đoán nếu cái tổn thương không sát thành ngực, vì chúng ta biết rồi, không khí là kẻ thù của siêu âm. Và chúng ta đi tiếp cái thể nữa, đó là tràn dịch màng phổi thể dưới hoành subpulmonic effusion. Trong trường hợp này bác sĩ thấy có ba cái hình. Cái hình đầu tiên chúng ta thấy là bên phải bờ hoành có hình dạng không là hình vòm bình thường. Bên tay trái là tràn dịch màng phổi thể tự do. Cái hình ở giữa chúng ta thấy hoành phải nhô lên cao, và tôi đã từng trình bày cho các bác sĩ trên trên lớp, cơ hoành là hình vòm và điểm cao nhất là nằm ở 1 phần 3 trong. Trong trường hợp này hoành phải điểm cao nhất nằm ở 1 phần 3 ngoài. Còn trong trường hợp hình thứ ba thì chúng ta thấy hoành trái cao hơn phải, thường thường hoành phải cao hơn trái. Và tôi nói rồi, khi bình thường thì cái bờ hoành bao giờ cũng cách bờ trên của bóng hơi dạ dày 1 cm. Trong trường hợp hình thứ ba chúng ta thấy bờ hoành ở bên trái cao hơn bờ hoành, quên, cao hơn bóng hơi dạ dày rất nhiều. Chúng ta phải đặt vấn đề đó là tràn dịch màng phổi thể dưới phổi. Trong trường hợp để X quang thuần túy chẩn đoán thì nếu chúng ta nghi bên nào tràn dịch thể dưới hoành thì chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng bên đó về phía bàn, gọi là lateral decubitus, và chúng ta chụp thì chúng ta sẽ thấy dịch nó chảy dài theo bên hông hông sườn. Còn khi mà chúng ta sử dụng CT hoặc siêu âm thì đó là một kỹ thuật dễ chẩn đoán. Còn chúng ta có một cái thể nữa, đó là tràn dịch màng phổi thể trung thất. Thì bác sĩ biết bình thường là tim và các mạch máu lớn. Khi mà bóng tim lớn thì tôi hay dạy, một là suy tim, hai là tràn dịch màng tim, và thứ ba có thể là tràn dịch màng phổi. Lúc đó bờ tim nó sẽ lớn và hình ảnh là nó không có mịn màng sắc sảo. Thì trong cái vấn đề tràn dịch màng phổi, để đi tìm nguyên nhân không khó, nhưng trong tràn dịch màng phổi mà chúng ta phân biệt được đây là một tổn thương, là một cái dịch tiết hay dịch thấm thì đó là rất khó. Lúc đó chúng ta đành phải làm kỹ thuật chọc dò.
các bác sĩ có thể tham khảo thêm. Bài trình bày đến đây là hết. Thân ái chào các bác sĩ.